Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với đi review lại mình ăn Trần đây. Và như các bạn có thể biết rồi thì những chiếc iPhone 11 Pro hiện tại đang là mẫu máy được săn đón rất nhiều bởi những cái thế hệ iFan ở thời điểm hiện tại, khi mà mức giá của nó đang ở mức rất là tốt rồi. Nhất là trong cái thời điểm giữa năm 2022 này thì những mẫu iPhone 11 Pro cũ hiện tại đang cực kỳ được săn đón luôn. Và những cái mẫu máy này hiện tại nó có những cái gì mà nó có thực sự đáng mua hay không thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ bắt đầu thôi. Đầu tiên là mình muốn nói về cái khoảng giá của những chiếc iPhone 11 Pro thời điểm hiện tại. Giữa năm 2022 thì với 12 triệu anh em sẽ sở hữu cho mình phiên bản 64GB. Còn nếu mà anh em đang cần một phiên bản bộ nhớ lớn hơn như là bản 256GB thì anh em sẽ phải bỏ ra khoảng 14 triệu đồng. Nói chung ý, thì đối với cả một sản phẩm Apple được ra mắt vào khoảng năm 2019 đến thời điểm hiện tại thì mình thấy đây là một mức giá rất hợp lý rồi. Và mức giá của nó đang rất hợp lý như thế này thì nên là nó cũng sẽ vấp phải một số những cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề cạnh tranh thị phần ở trong thời điểm hiện tại. Ví dụ như là mình có thể kể đến những cái đối thủ của nó phân khúc nhá. Như là ở chính Apple đã có chiếc iPhone 11 phiên bản 128GB bản hàng chính hãng mới rồi. Hoặc là anh em có thể sang nhà Samsung, chúng ta có thể có chiếc S21 FE để chúng ta có thể lựa chọn thay cho chiếc iPhone 11 Pro này. Nhưng mà mình phải khẳng định luôn là với một cái sản phẩm như chiếc iPhone 11 Pro mình đang cầm trên tay đây thì mình nghĩ nó vẫn đáng giá hơn ở một vài điểm mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây. Nhân tiện thì mình vừa nói về giá thì bây giờ mình sẽ nói về cái độ giữ giá của những dòng iPhone đi. Thực ra là đây là cái quan điểm từ ngày xưa đến giờ, nó vẫn thế rồi, bất di bất dịch. Đó chính là những cái sản phẩm đến từ nhà Apple thì nó cũng sẽ có cái độ giữ giá nhất định hơn so với những sản phẩm khác trên thị trường thời điểm hiện tại. Nếu mà anh em mua một chiếc máy Android, một flagship Android, nó hoàn toàn có thể sụt giá rất là nhanh theo thời gian. Nhưng mà khi mà anh em mua một sản phẩm đến từ nhà Apple thì nó sẽ có cái chu kỳ giảm giá nó rất là lâu. Thành ra là khi mà anh em mua một chiếc máy như thế này về và trong cái quá trình mà anh em sử dụng, anh em muốn bán đi để có thể lên đời thì nó cũng sẽ giữ lại rất nhiều quyền lợi dành cho anh em và nó sẽ đem lại cái lợi về cái phần kinh tế nó rất là lớn, và mình nghĩ là đây là một trong số những cái điểm mà anh em nên chọn mua nó. Về cái phần hiệu năng là cái phần mà mình nghĩ là có thể dùng từ đẳng cấp để có thể miêu tả cho cái vấn đề này rồi. Đúng như cái chữ Pro của nó chúng ta được sở hữu cho mình, đó chính là con chip A13 Bionic đến từ nhà Apple. Một cái con chip rất là mạnh, mặc dù đã ra mắt được khoảng gần 3 năm rồi thì chúng ta vẫn sẽ có một cái cấu hình có thể cân được gần như tất cả mọi tác vụ, từ những cái cảm quan vuốt chạm của anh em thôi, mở app nhẹ, mở app nặng, hay thậm chí là anh em có thể render video 4K trên CapCut, hay là anh em chơi game, nó cũng sẽ đáp ứng được gần như là toàn bộ mọi tác vụ ở mức rất mượt mà dành cho anh em luôn. Tất nhiên rồi là trong phân khúc giá này anh em có thể tìm thấy những cái sản phẩm sử dụng Snapdragon 888 như là S21 FE chẳng hạn. Nhưng mà về lâu về dài, mình không dám khẳng định là cái chiếc máy đó nó sẽ có những cái trải nghiệm cho ra nó ngon được bằng chiếc iPhone 11 Pro ấy được. Và iPhone Apple thì nó vẫn có một cái điểm mà mình rất là thích, đó chính là cái chu kỳ cập nhật của nó, cái hỗ trợ về lâu về dài của nó rất là ok. Nghĩa là anh em hoàn toàn có thể có một sản phẩm Apple tính từ lúc mới ra mắt là có thể hoàn toàn hỗ trợ phần mềm được đến 5 đến 6 năm để anh em có thể sử dụng những cái tác vụ và cập nhật phần mềm lên, khiến cho cái chiếc máy của mình nó mượt mà hơn. Và ở đây thì với một chiếc iPhone 11 Pro đã ra mắt được khoảng gần 3 năm như thế này rồi thì anh em khi mua về vẫn có thể đảm bảo sử dụng được khoảng từ 2 đến 3 năm, hay là một năm sau đấy nữa, chỉ là anh em không cập nhật được cái thôi. Thế nên là mình nghĩ đây vẫn là một trong số những cái điểm mà Apple hơn đứt so với những dòng Android. Nói không hoa thì thiết kế của những chiếc iPhone 11 Pro ở thời điểm hiện tại, nó là chiếc điện thoại vừa lòng bàn tay. Nó đúng là một cái chiếc điện thoại, nghĩa là nó lọt thỏm trong lòng bàn tay của mình, và nó vẫn đem lại một cái thiết kế vô cùng chắc chắn, bền bỉ và cực kỳ tinh tế luôn. Bằng chứng ở đây chúng ta vẫn sẽ có là mặt trước bằng kính này, mặt sau bằng kính này, và nó sẽ được làm nhám, thành ra là những cái trải nghiệm của anh em sẽ rất là tuyệt vời. Và ngoài ra là một cái khung bằng thép cực kỳ cứng cáp luôn, và đây sẽ là một cái khung được bó cong vào, thế nên là nó sẽ không đem lại những cái trải nghiệm nó bị cấn hay là nó bị gọi là cục mịch quá trong cái bàn tay của anh em khi mà anh em sử dụng được. Đây đúng nghĩa là một chiếc điện thoại chứ không phải là một chiếc phablet. Thế nên là anh em hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này bằng một tay đút vào túi quần mà không phải lo cảm giác lấn cấn gì cả. Và với một màn hình chỉ 5,8 inch thôi, vẫn rất là lớn để anh em có thể thực hiện những cái thao tác, những cái tác vụ các thứ trên chiếc máy này mà không phải lo bất cứ vấn đề gì cả. Và kể đến là màn hình OLED nha, độ phân giải cao nha, xem phim cực kỳ sướng và cực kỳ đã luôn, giải trí cực kỳ ok. Về những cái phiên bản màu có trên chiếc iPhone 11 Pro này, chúng ta đã có đó chính là trắng này, xám này, vàng này, và nổi bật đó chính là màu Midnight Green, mà thông cảm, các bạn thông cảm mình nhé, là mình lại không có ở đây. Nhưng mà nó là một trong số những cái màu iconic nhất của cái thế hệ nó được ra mắt vào năm 2019, và nó cũng là cái nguồn cảm hứng lớn nhất để chúng ta có những cái màu như là Alpine Green trên những chiếc iPhone 13 Pro. Thế nên là tin mình đi, nếu mà các bạn tìm được một con Midnight Green của iPhone 11 Pro nhá, quất luôn, không phải nghĩ, tại vì cái đơn giản thôi là nó rất là đẹp và đẳng cấp. Và cái điểm tiếp theo nữa đó chính là việc mà chúng ta sẽ được trang bị cho mình, đó chính là
chống kháng nước IP68 để chúng ta có thể sử dụng trong những cái môi trường ẩm ướt, hay là chỉ đơn giản thôi là anh em lỡ nghe điện thoại dưới mưa thì nó cũng sẽ không đem lại bất cứ những cái trở ngại nào, và nó cũng sẽ không đem lại những cái hại quá nhiều lên cái chiếc máy của anh em. Tiếp đến chính là cái phần camera tổ ong ở đây, là cái thế hệ đi đầu của những chiếc iPhone được sở hữu cụ 3 camera, những chiếc iPhone Pro đầu tiên. Là chúng ta sẽ được sở hữu cho mình một camera chính là 12 megapixel này, một camera góc siêu rộng 12 megapixel và đi kèm với đó là một cảm biến chiều sâu 12 megapixel. Và cái cụm camera này thì đến thời điểm hiện tại nó vẫn có thể đáp ứng được gần như tất cả mọi tác vụ dành cho một chiếc camera trên một chiếc điện thoại mà mình cần. Ở đây chúng ta đã có một cái camera chính OK, nghĩa là nó thu sáng rất ổn và cho ra độ chi tiết cũng khá là cao so với cái độ phân giải của nó, mặc dù chúng ta không thể nào so sánh cái 12 megapixel của chiếc máy này với cả những chiếc máy được trang bị 108 megapixel hay là 64 megapixel gì hiện tại được. Nhưng chất lượng ảnh ra và kết hợp với cả màn hình ý, thì hiện tại nó vẫn cho mình một cái cảm quan màu rất là tốt và nó sẽ cho cái chất lượng ảnh rất là OK. Với camera góc siêu rộng trên chiếc iPhone này thì mình không gọi là thích cái phần chi tiết của nó lắm, bởi vì khi mà chúng ta mở rộng góc ra chúng ta có thể thu được nhiều chi tiết trong bức hình hơn, nhưng mà cái độ sắc nét của nó thì lại giảm đi. Nhưng cái bù lại là chúng ta đã có được cái độ tương phản rất OK, và chúng ta đã có ở đây đó chính là những cái viền của vật thể nó sẽ được làm rất là OK, nghĩa là nó rất mềm mại và nó sẽ rất là phù hợp đối với những bức ảnh để đăng lên mạng xã hội. Cái cuối cùng thì nó chắc chắn rồi, đó chính là cảm biến chiều sâu và hỗ trợ luôn, đó chính là camera 2x. Thì ở đây chúng ta đã có cho mình nó chính là một cái cảm biến chiều sâu để hỗ trợ chúng ta chụp xóa phông trên cái camera chính. Và với cả cái cảm biến đó thì chúng ta hoàn toàn có thể cho ra những cái bức ảnh xóa phông mà vật thể không bị lẹ, và nó sẽ cho ra một cái độ chính xác rất là OK. Rất là OK luôn, chứ không phải là OK bình thường. Và với một cái chất lượng ảnh như vậy thì có thể là nói là bây giờ nó cũng không thua kém bất cứ hãng điện thoại nào ở thời điểm hiện tại nếu nói về cái khả năng xóa phông của chiếc iPhone 1 Pro. Thế nên là mình đánh giá cái phần này lại rất là cao. iPhone 1 Pro cũng là cái thiết bị đầu tiên của Apple được cho cái tính năng đó chính là Night Mode, nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể chụp ảnh vào ban đêm, và qua xử lý phần cứng thì chúng ta hoàn toàn có thể khiến cái bức ảnh của mình nó sáng hơn và nó sẽ đem lại nhiều chi tiết hơn. Và với cái tính năng này đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn thấy nó rất là ngon, độ tương phản rất là OK, màu sắc rất là OK luôn, và chúng ta sẽ có cho mình một cái bức ảnh mà mình không muốn nói nhiều nữa, các bạn có thể xem ngay trên màn hình, thực sự rất là sắc nét và rất là chất lượng ở thời điểm hiện tại luôn. Và chúng ta hãy cùng chuyển đến mặt trước và nhìn thấy đó ở đây đó chính là một cái camera selfie 12 megapixel. Camera selfie 12 megapixel bằng với cả cái camera chính của nó thì nó sẽ cho ra một cái độ chi tiết nó rất là OK. Nhưng mà cái vấn đề ở đây này là khi mà các bạn nữ sử dụng chiếc iPhone 1 Pro này, các bạn sẽ rất là ít khi chụp ảnh selfie bằng camera thường, bởi vì cái đơn giản thôi là cái việc nó quá chi tiết, thành ra nó sẽ hiện rõ những cái đường, ví dụ như là tàn nhang này hay là mụn này, thì nó sẽ hiện hết lên và nó sẽ đem lại một cái cảm quan nó không thực sự được quá là OK. Nhưng mà khi mà các bạn sử dụng cái camera của chiếc iPhone 1 Pro này để chúng ta có thể tải những cái app làm đẹp như là Meitu này, camera 360, thì chúng ta hoàn toàn có thể khiến cho cái camera này trở thành cái công cụ rất là đắc lực để chúng ta có thể có những cái bức ảnh để đăng lên trên tường cá nhân của các bạn. Và để cấp nguồn cho chiếc iPhone 1 Pro này, chúng ta đã có cho mình đó chính là một viên pin 3190 mAh. Với một viên pin như vậy thì không phải là quá ấn tượng, nhưng mà nó vẫn làm tốt công việc của mình khi mà đảm bảo cho mình được cái mức sử dụng ở cái mức khoảng 6 đến 8 tiếng một ngày, là khi mà chúng ta không sử dụng những cái tác vụ nặng. Trong một ngày đó thì mình sẽ chỉ là check Zalo này, check Facebook này và lướt thêm cả một chút TikTok nữa, thì nó cũng sẽ chỉ rơi độ khoảng tầm đến tầm chiều đi, 8 giờ sáng và đến tầm 6 giờ chiều mình về nhà là mình đã phải sạc rồi. Còn nếu mà các bạn đang sử dụng để chúng ta có thể làm những cái tác vụ nặng hơn, ví dụ như là render video 4K trên CapCut, hoặc là chúng ta có thể sử dụng để chúng ta chiến những cái tựa game, thì cái thời gian pin của chiếc máy này thực sự là chắc là tầm sáng 8 giờ đến tầm trưa là các bạn phải sạc rồi. Thế nên đây là một cái thời gian pin mình nghĩ là sẽ rất là phù hợp đối với những bạn nào đang làm văn phòng, đang làm những cái công việc mà không yêu cầu về cái vấn đề là dựng video hay là chơi game, thì các bạn nên lựa chọn chiếc iPhone 1 Pro. OK, và đó tất cả những cái nhận định của mình về chiếc iPhone 11 Pro. Vậy và để trả lời cho cái câu hỏi là cái chiếc iPhone 1 Pro cũ trong thời điểm hiện tại giữa năm 2022 nó có thực sự đáng mua hay không? Thì đối với cá nhân mình nhé, thì mình sẽ hướng cái chiếc máy này cho những người nào mà là thứ nhất là iFan này, hay là những người đang có nhu cầu chuyển sang iPhone để phục vụ công việc của họ, hay là chúng ta chỉ đơn giản là muốn một chiếc máy có thiết kế đẹp này, một thiết kế đẹp, bền bỉ, chắc chắn và chúng ta lại có một cái cấu hình mạnh. Và chắc chắn rồi là khi mà các bạn đang nói về cái vấn đề camera thì những cái bạn vlogger hay là những cái bạn đang cần một thiết bị để quay TikTok, CapCut thì
Mình nghĩ đây là một cái sản phẩm rất là tốt, bởi vì cái đơn giản thôi là camera của iPhone luôn luôn chiếm trọn lòng tin của mình rồi. Thế nên là khi mà các bạn đã đầu tư vào chiếc máy này thì mình nghĩ là sẽ khó để có thể quay đầu lại được để dùng những cái sản phẩm Android. Và đó tất cả những cái nhận định của mình. Vậy các bạn nghĩ sao? Nếu mà các bạn bỏ tiền ra mua chiếc máy này thì các bạn có ưng ý hay không? Thì hãy cho mình biết ở phần comment phía dưới nhá. Và bao nhiêu bạn sẽ chọn mua chiếc máy này thì hãy nhấp vào đường link dưới phần mô tả khi mà mức giá của chiếc iPhone 1 Pro này tại Hiệu Thông Minh đang rất là tốt rồi. Còn nếu mà các bạn thấy video này hữu ích thì cho mình xin một like, subscribe để ủng hộ chúng mình trong tương lai nhá. Mình là Am, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.